về cái phong độ của đội hôm nay thì Giang nghĩ là đội chơi không đúng khả năng của mình, hết khả năng của mình khoảng chừng 85% thôi. Điều đó cho thấy là những cái đường phản công của mình thực sự là chưa tỉnh táo lắm. Nếu mà mình tỉnh táo trong những đường phản công thì chắc chắn kết quả sẽ khác hơn, có thể là mình giành chiến thắng. Còn cái giải đấu lần này thì thực sự là năm đội nào cũng cái tầm cái trình độ như là gần ngang nhau thôi. Đội nào mà được nhiều cơ hội tốt hơn, may mắn hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Giang nghĩ kết quả hòa thực sự là đáng tiếc không, nhưng mà không đến nỗi là tại vì Indo là một đội bóng cũng nằm trong top 3 của khu vực mình, thì còn 3 trận nữa, đặc biệt là cái trận mình đã Thái Lan, nếu mà giải quyết được trận đấu đó thì cái khả năng du lịch mình vẫn còn cao.